Chương 1.1 Mất đi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Editor Melody Sony. bầu trời cực kỳ âm u, hạt mưa, đồng độc, đồng độc, đập vào trong nhà, vô tình dừng lại trên người gian cảnh nhiên, cảm giác mát lạnh thấu xương làm cho người ta run run. gian cảnh nhiên quỳ gối dưới sân vắng vẻ, nâng một cái chén sứ bị nứt nẻ hứng nước mưa rơi xuống từ mái nhà, nàng ngửa đầu, cánh môi khô nứt hơi hé ra một khe nhỏ, không được bao lâu, đưa cái bát nhỏ tới cánh môi trơn bóng. Trước mắt dập dần hiện ra một người gầy trơ xương khiến người khác sợ hãi, làn da trắng bệt. Kề sát xương đầu, nhìn không ra một chút nhân khí, nhìn hình ảnh ngược của bản thân trong chén, gian cảnh nghiêng vô vị ngoéo khóe môi một cái, ngón tay mảnh khảnh chống xài nhà đứng dậy, lòng bàn chân mất lực, người ngã thật mạnh xuống đất, có lẽ do đại nạn của mình đã đến, ngón tay gian cảnh nghiêng như một loại xương cốt dính phải nước mưa, trước mặt từ từ choáng váng cứ giải thoát như vậy cũng có thể xem là một chuyện tốt, năm năm qua cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ đã sớm chịu đủ. Chỉ là, không cam lòng, nàng lại không thể nhìn thấy được cái chết của người kia, gian cảnh nghiêng có chút tiếc núi khép mắt, đang định lẳng lặng rời đi, lại nghe một tiếng sắc nhọn, lúc trợn mắt, cái bát của nàng đã vỡ ra chia năm xẻ bảy. Ánh mắt nhẹ nhàng hướng lên trên, khi nhìn đến người khởi sướng, gian cảnh nhiên không tự chủ được nhíu mày, Lý Mộc là quản gia trong coi hoang viên, từ khi Giang Cảnh nghiêng bị nhốt vào đây, hắn đã ở đây rồi. Ngày hôm nay trời đổ mưa to, không phải điểm tốt. Thế nhưng bên trên lại dặn dò không thể để người chết, hắn lập tức cố ý đi đến đây xem một chút. Không nghĩ tới, người đã ngã xuống, nhìn khuôn mặt như ma quỷ kia, đặc biệt hai con mắt vừa đen lại nhỏ, Lý Mộc chán ghét nói. Trừng gì mà trừng, con trừng lão tử sẽ phế đi con mắt của ngươi, suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho lão tử. Dứt lời, Lý Mộc cuối người, cũng không thể để người nọ ngâm mưa ở đây được. Nhưng hắn còn chưa kéo người nọ đi, bên tai truyền đến một tiếng cười trào phúng của trách. Xí! Mặt gian cảnh nghiêng khô gầy như đồ tan, đột nhiên kéo Lý Mộc sát vào, Lý Mộc sợ tới mức chân mông đều mềm nhũng không đứng vững. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.